Rồi, hôm nay em quay dòng máy điện tử cho anh em để anh em tham khảo ha. Thì đây là dòng 4 phép đánh bộ nha anh em, chuyên về đánh bộ. Đặc biệt là đánh lóc ha, lóc chê của phi thì vẫn bắt được bình thường nha. Nhưng mà đặc biệt là cá lóc ha, cá lóc có là nó lên ở cực luôn đó. Lên nói chung là lên rất là ngon. Riêng cái dòng này là em đánh giá nó là bắt cá lóc là khỏi chê nha. Nhiều khách phản hồi là ok rồi đó. Thì bữa nay hai con này là để em trả hàng cho hai anh khách. Một anh là anh Sửu ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ha. Còn một anh là anh Sang Cao Lãnh, Đồng Tháp ha. Đó. Hai máy là bữa nay em trả, quay video rồi xong trả máy cho hai anh luôn ha. Thì sáng mai em gửi. Gửi thì trung bình khoảng 3-4 ngày là tới rồi. À, anh ở Hà Tĩnh á, thì chắc khoảng anh Sửu á, Hà Tĩnh chắc khoảng tầm 4 ngày. À, còn nói chung là ở miền Nam thì trong vòng khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày là tới tay anh em. Còn ở ra ngoài Bắc á, ra Bắc thì nó rơi khoảng 4 ngày đến 5 ngày ha. Thì cái phần đó thì anh em khỏi phải lo ha. Thì trên lệch một 2 ngày thì không vấn đề đâu. Ăn thua là chất lượng máy và chế độ bảo hành thôi. Đó. Thì đây cho anh em mình xem ha. Đây, máy mình đi bộ á thì chạy E28 nha, tiếng áp nhỏ để nó tiếp cận bình. Khi nào mình em đi thuyền á, đặt máy vừa bộ vừa thuyền á thì em mới làm biến áp E42 nha. E42 thì mình mới đi đánh thuyền được. Còn E28 thì không đi được đâu. Chỉ đi bộ thôi. Đây là 6 phép liên đồng hết nha. 6 phép liên đồng nha, toàn bộ rồi. Anh em thấy không? Không con nạp trắng hết nha. Khi mà anh em mua về á, mà anh em tháo ra mà phép nhỏ này nha, mà con nào có lưng trắng á, không phải lưng đồng á, thì anh em chụp hình gửi về em cho không cái máy nha. Đó. Bên em bán hàng có sao nói gì, quan trọng là cái uy tín lâu dài thôi nha. Chứ bán thì bán ngày 1, ngày 2 á, thì ai cũng làm được, ai cũng bán được á. Cái quan trọng á, cái khó nhất á, là cái uy tín lâu dài thôi. Cái đó là mấy cái khó, cái tâm của người thợ á, là ai á, cái đó mới là rất là khó nha. Còn mà bán để lừa đảo thì dễ lắm. Treo đồ dê mà bán thịt chó thì rất là nhiều ha. Nhưng mà bên em thì không có tình trạng đó. Thì đây máy này thì có đầy đủ chế độ ha. Nhất là chống kẹp ngược nè. Anh em kẹp ngược là không có vấn đề ha. Kẹp ngược máy không chạy thôi và không quay. Thứ hai là chống dịch cò bóp. Khi mà mình cái cò bóp mình nó bị ướt rồi, tay mình ướt rồi hoặc là giật trên giật dưới là nó không bao giờ bị giật ha. Còn thứ ba là chống chập giật đầu ra cho anh em mình luôn. Đó. Đây như đầu ra này nè, khi mình đi lỡ mà dí theo cá mà nó hai cần nó chập lại với nhau thì không vấn đề ha, không cháy phép, không nổ phép gì hết nha. Đây là đỏ nè, đỏ là mạnh yếu nè, chỉnh theo đột kim đồng hồ là mạnh, chỉnh nghiệp lại liễu. Còn đây là bầm sung, trộn sung tiết đó nè. Nè, có công tắc nè, mình dặn lên là nó mở, giờ nó bầm tiết công tắc nè. Đó. Vậy thôi, bầm chậm bầm nhanh là bên đây nè. Thường á thì người ta có một cái công tắc để chuyển qua bầm, nhưng mà bên em xài cái công tắc trực tiếp vô cái volume này chỉnh luôn ha. Cái chiếc áp này nó chỉnh trực tiếp luôn. Rồi, đầu tiên để em test từng chế độ cho anh em mình tham khảo ha. Đây là em test chống kẹp ngược trước. Do cái bình lớn á, nên em không có ghim lên được ha. Em nối dây để mình tiện sử dụng. Đây là cộng nè, em có ghi nè, đây là trừ nè. Thì đỏ là cộng nè, đúng không? Em kẹp qua trừ, trừ và cộng nè, trừ em kẹp qua cộng nè, đó, và không quay nè. Rồi, để em kẹp đúng thì hoặc quay máy hoạt động thôi, không có gì vấn đề gì hết ha. Đó, kẹp đúng thì nó tẹt lửa một cái, đây nè, đó, hoặc quay hụ ha. Rồi, đó, để em test
lớn nhỏ cho anh em xem cái. Đây là em tải 2V500 nha, là 1000W à. Lớn lên theo kim đồng hồ lớn nè. Rồi chỉnh bơm nè, tắt bơm nè. Rồi xong, để em test chập giật cho anh em xem nữa ha. Đây, đây thì em kẹp cái kẹp bình này, kẹp cái cò bóp lại cho anh em mình tin luôn hay tưởng nè. Đây đó, chập nè, đó tự ngắt rồi ha. Rồi nhả ra đó, bình thường thôi nha đó. Thì cái nào mình nói nó phải có sách mắt cách chứng nè, nói về thực tế thì anh em mới tin, chứ còn nói không thì nhiều anh em không tin nha. Đó, cái trường hợp khi mình đi dí cá, mình đang gượt cá đi mà hai cần nó chập với nhau thì máy tự động nó ngắt nha, như vừa rồi anh em xem không có vấn đề gì ảnh hưởng máy. Nhưng mà anh em hạn chế nha, tại cái máy toàn bộ là điện tử hết, khi mình chập á, điện nó sẽ dội về máy nha. Nói chung là phần lớn nào nó cũng phải ảnh hưởng nha, chứ không phải là không ảnh hưởng máy mình. Thứ nhất là nó yếu lại, yếu tụ, hoặc là nói chung là nó có ảnh hưởng. Mà anh em mình xài thì mình kỹ một xíu, muốn máy mạnh lâu dài thì mình hạn chế chập giật. Mình có đi đừng có thử như hoài như nhầm anh em thấy ha, cầm máy đi là một thói quen luôn, cầm đi chút xíu cái quẹt hai cần lại nhau thử chơi vậy đó, coi thử còn điện hay không, còn bình hay không. Khi anh em mà đi á, mình nghe cái tiếng quạt này là mình cảm nhận được là máy còn, cái bình mình vẫn còn điện hay không. Khi mình bóp cò mà cái quạt nó chạy không nổi luôn thì lúc đó là nó hết bình, không cần phải chập giật để thử đâu nha. Thì em báo giá luôn, cái dòng 6 phép chiên đến bộ nha, là em bán là 950, em bao ship đến tay anh em thanh toán cho bên giao hàng 950, anh em nhận máy ha, không tốn bất cứ chi phí nào khác ha, phí toàn bộ bên em lo hết, bên em bao hết là 950 ha. Này là dòng đánh bộ nha, còn anh em mà muốn đi thiền, vừa bộ vừa thiền á thì cái giá nó hơi cao, giá tới 1,2 triệu nữa ha. Đó, chạy biến áp lớn, chạy biến áp E42 và đánh một dập Gô Phi rồi đắt đã lắm. Dòng này thì đó đánh bộ nha, nó cũng bắt được Gô Phi bình thường, nhưng mà riêng về cá lóc này em nhấn mạnh về cá lóc là nó nha, có là cá lên là anh em nhìn đã mắt liền, nghe đã tai nhìn đã mắt, nói chung là vậy. Bình thường em để hai bóng đèn sát lại, hôm nay em để xa ra để mình dễ cảm nhận ha. Rồi thì anh em nào mà có nhu cầu cứ hẹn em ha, số điện thoại em để tiêu đề nha.